iCamera mang đến cho bạn chiếc gá gài thiết bị gắn đế hot shoe máy ảnh, mã hiệu Ulrich R007 Ulanzi. R007 được cấu tạo với hai khớp nối nhau bởi trục cuộn ở giữa, giúp khớp nối có thể bẻ gập dễ dàng. Cánh tay đỡ thiết bị có thể điều chỉnh góc tùy ý với núm chỉnh tích hợp kèm theo, phạm vi điều chỉnh trên 180 độ. Giao diện gắn hot shoe mount phù hợp để gài lên tất cả các loại máy ảnh. Kích thước nhỏ, nhẹ, thuận tiện để có thể mang đi mọi nơi. Ngoài ra, đầu ốc nối 1/4 inch phù hợp với nhiều loại thiết bị phụ kiện như monitor, mic thu âm, đèn LED. Theo dõi nhiều hơn các clip bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới các bạn nhé.